Xin chào bác, quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Pilazello, một mẫu xe full carbon và được chạy một bộ group cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano, là bộ group Shimano Ultega, gần như là cao cấp nhất trong dòng Shimano về xe đua. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì như có thấy trên hình, toàn bộ được làm từ carbon. Thiết kế khung rất là đặc biệt đẹp với những cái đường uốn lượn trông rất là đẹp. Màu về chủ đạo này là màu trắng đỏ cực kỳ thể thao. Thương hiệu Pirazello, một thương hiệu kia nổi tiếng của Ý. Và chạy bộ group cực kỳ cao cấp là bộ Ultega, từ bộ chuyển động đến đùi, hai cặp phanh và vành, vành cũng là Shimano Ultega. Mày ư Ultega. Cọc yên và phốt tăng cũng được làm từ carbon và vũ khí đông nhôm. Bánh 700C. Giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 52 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 50 cm. Thì chiếc xe vừa cho các bác đi từ khoảng 1m65 và 1m75, đi là phù hợp. Chuyển động 11 tầng líp và 2 tầng đĩa cho xe 22 tốc độ khác nhau. Và một chiếc xe Pilarello, một thương hiệu rất nổi tiếng của Ý, và bộ group rất là cao cấp Ultega đang bán tại cửa hàng với giá chỉ có là 38.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.